Xin mời chị Sổn. Chào cô, bác Sổn. Uống chút rượu đi. Cô tắm trước đi. Nhanh. Không cần đâu. Đỡ tốn thời gian. Từ từ đã, đâu cần gấp gáp. Thời gian là vàng bạc mà. Nè. Ông bỏ gì trong rượu? Tôi chỉ bỏ chút thuốc vào trong ly thôi. Phong Hà cô sẽ chống cự tôi. Chúng ta sẽ vui vẻ với nhau lần cuối trước khi chết nha Sọn. Chạy tay nái rồi đó mày ha, sướng ha. Con khốn nạn này. Ông chủ. Vậy? Có đứa bán hàng trắng ở trong bar của mình. Anh uống trước đi, anh uống xong rồi em uống. Khoan. Sao mày dám bán hàng trắng ở đây? Không biết đây là ba của Thiên Nga trắng hả? Thiên Nga trắng đen thì đã sao đây hả? Ai phái mày tới? Mau nói đi. Dạ để em nói. Anh nữa có băng hắc đẩu kia em tới đây đó. Thằng nữa sao?
Cho hỏi. Ở đây có phòng trống không? Lấy loại phòng nào, quạt hay máy lạnh? Phòng máy lạnh đi. 500. Trả phòng trước 12 giờ, quá giờ tính thêm một ngày đó. Tốt lắm. Có tin mới nóng hổi đi. Ra đi. Cô ta đã đi khỏi đây rồi. Nó kịp trốn thoát rồi hả? Chúng ta chậm một bước rồi ông chủ. Bác Sơn, không phải lúc nào cô cũng thoát được đâu. Alo. Là tôi đây, đội trưởng. Bắc Sổn. Phải, là tôi đây. Tôi đã suy nghĩ mấy ngày nay để có thể gọi cho đội trưởng. Cô đã quyết định ra đầu thú rồi à? Chuyện đó anh không thể nóng vội được. Cứ bình tĩnh đi. Tôi gọi điện vì muốn hợp tác với cảnh sát. Phải lôi cổ Tony ra trước pháp luật. Cô muốn cung cấp thông tin về Tony hả? Đúng vậy. Nhưng sẽ kèm theo vài điều kiện. Điều kiện của cô là gì? Bảo vệ tôi như nhân chứng. Được. Tới rồi hả bạn Hiền? Mày tới làm gì? Thôi đi. Mày thật sự không hiểu tao tới đây để làm gì à? Cũng tốt. Phim chờ ngày này lâu lắm rồi. Không cần. Tôi tự xử lý.
Hôm nay giải quyết hết tất cả ăn quán đi. Muốn giải quyết chứ gì? Cứ nhào vô. Tao thua rồi. Đại tá cảnh sát, đội trưởng Sông Chai chính thức bắt anh. Thôi đi. Ra mày phải biết rõ tao luôn có kế hoạch hay. Chi cốt, mày không cần lo, đám lính cấp dưới của mày
tao sẽ giết sạch không vừa một đứa. Xin lỗi. Tha lỗi cho anh nha, Bim. Đội trưởng! Đội trưởng ơi! Đội trưởng! Đội trưởng! Đội trưởng! Em là cha ba đây! Em là cha ba đây! Anh mau tỉnh lại đi! Là cô sao? Cha ba! Tôi sắp chết rồi! Có nói như vậy, anh chắc chắn là sẽ không sao đâu. Nhìn em đây, anh không được nhắm mắt đội trưởng, anh không được nhắm mắt. Anh ráng một chút, em sẽ gọi xe cứu thương. Thôi mà, không cần đâu. Cha ba ơi, thời gian
của tôi sắp hết rồi. Cha ba, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Tôi giúp đỡ tôi. Em sẽ làm bất cứ chuyện gì anh muốn em đều làm hết. Đội trưởng, nhớ xin lỗi Sudan giúp tôi. Tôi đã không giữ lời hứa mà tôi đã hứa trước đây được nữa. Nhớ xin lỗi dùm tôi. Nhớ. Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng, anh tỉnh lại đi, cô giới, cô giới, đội trưởng, ráng thêm chút nữa đi mà, ráng thêm chút nữa đi mà. Sao hả? Tôi không còn chỗ nào để đi. Đội trưởng Sâm Chai giỏi vậy mà cũng chết. Tôi làm sao thoát nổi. Xin anh hãy tha cho tôi. Cô sợ chết tới vậy à? Phải, tôi sợ rồi. Bây giờ anh muốn tôi làm gì tôi cũng nghe theo hết. Nói vậy tức là cô đồng ý nghe theo lệnh của tôi, có đúng không? Bây giờ anh nói gì tôi cũng nghe. Anh muốn tôi cúi đầu cũng được, chỉ cần anh đừng bỏ rơi tôi. Vậy gọi tôi là ông chủ đi. Được. Thưa ông chủ. Ông chủ muốn nhận cô ta vào băng thật sao? Em nghĩ tốt nhất phải giết chết cô ta đi. Bây giờ tôi chưa định giết nó, bởi vì tôi định sẽ dâng tặng nó cho tướng Di Xuyên. Chắc chắn tướng Di Xuyên sẽ rất thích. Hắn đồng ý rồi, giờ không còn lựa chọn nào khác. Tôi đành phải đấu với hắn một trận vậy. Nhưng chị làm như vậy rất là nguy hiểm, không chừng sẽ bị mất mạng đó. Con người sống chết đều có số hết rồi. Dù sao làm như vậy thì tôi cũng có thể giúp cảnh sát xử lý tên Tony. Làm sao chị dám chắc chắn là kế hoạch lần này sẽ thành công? Thật lòng tôi không dám chắc chắn, nhưng ít ra tôi cũng giúp cảnh sát nắm được đồng tĩnh của hắn. Với tôi vậy là xứng đáng rồi. Còn chuyện tôi sẽ xử lý hắn như thế nào là ân oán cá nhân giữa tôi và hắn. Nhưng sếp cũng đừng quên những gì đã hứa. Nếu tôi hỗ trợ thành công, sẽ phải xin giảm án cho tôi xuống mức thấp nhất. Cô đã chịu lấy tính mạng bản thân ra mạo hiểm, thì tất nhiên tôi phải đứng ra xin giảm án cho cô. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Cảm ơn sếp nhiều lắm. Còn cậu Sunan, cậu đóng kịch đúng là giỏi thật. Trà trộn vào băng của Tony bao lâu nay, vậy mà hắn vẫn không phát hiện. Lần này hãy chờ xem giữa khả năng diễn xuất của cậu và tôi, ai nổi trội hơn. Dù sao thì chị cũng phải cẩn thận. Chuyện đó tôi biết. Cảm ơn cậu. Được rồi. Nè cha ba, dẫn bác Sỏn đi nghỉ ngơi đi.
Dạ rõ sếp. Mời chị. Em đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi anh. Tới rồi thưa ông chủ. Tôi chưa mang cho cô, còn cho cô tham gia cùng. Nếu như cô lừa dối tôi, cô sẽ không yên thân. Dạ ông chủ. Tốt, phải ngoan vậy chứ. Ông chủ, 1 phút rưỡi nữa máy bay sẽ tới. Hy vọng không có ai ở đây đổi ý hết, nên nhớ chuyến đi này sẽ khó lòng quay về. Hiểu hết rồi chứ? Nó làm gì vậy? Thì đi dạo mát thư giãn gân cốt. Tôi không thích ở lì trong phòng. Chuyện gì? Ra đây làm gì? Ông chủ kêu chị vào gặp. Ừ. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Xin chào. Xin chào. Đây là cha ba. Xin chào cô. Đệ Dắt và Minh Ti. Xin chào. Đây là Mọt. Chào. Khi nào mình sẽ tấn công chúng hả? Đêm nay ta sẽ tấn công.
tiếng gì bên ngoài vậy? Hay là có chuyện gì rồi? Tao sẽ giết chết hết. Dám vào đất tao, tụi bay không muốn sống sao hả? Có biết tao là ai không? Tao sẽ giết chết hết. Phim được dịch chờ đó. Báo cáo về trung tâm, báo cáo về trung tâm. Một nhóm người có trang bị vũ khí đang chiến đấu với chúng tôi. Trận chiến bắt đầu rồi. Xong lên đúng không? Đội trưởng ơi, làm ơn phù hộ tụi em nghe. Lần này nhất định không được để thất bại. Đi. Tại sao như vậy chứ hả? Tôi cũng không ngờ bọn chúng giỏi như vậy. Sao lúc đầu cậu nói chỉ là đám chó điên mà thôi? Đối với tôi chúng là chó điên. Tôi đoán được đường đi nước bước của bọn chúng. Cậu nói như vậy là sao? Tôi không hiểu gì hết. Chiêu dụ cọp ra hang, chiêu này cũ rích rồi. Vậy có nghĩa là cậu đã có kế hoạch đối phó rồi sao? Đúng, tôi đã có. Rakan, Ping, Romra, tới lúc trổ tài rồi. Dạ ông chủ. Ông chủ, ông cứ ra lệnh đi, chứ em thấy ngứa tay ngứa chân lắm rồi. Rakan, cậu cứ tới chỗ kho hàng, con chó đầu tiên sẽ xuất hiện ở đó, xử lý nó ngay. Dạ ông chủ. Ping. Dạ. Nôn nóng ra trận lắm đúng không? Dạ đúng như vậy. Cậu bây giờ ra ngoài chiến đấu nhưng không cần phải bán mạng. Tôi muốn biết bọn chúng bao gồm những ai. Dạ cứ để em. Về phần Romran, cô phụ trách xử lý Sunan. Sao vậy? Cô không muốn trả thù cho Gun à? Hay là cứ giao thằng Sunan cho em đi ông chủ. Em với hắn ngang sức. Romran đấu không lại hắn đâu. Tôi đâu có định để Romran chiến đấu. Vì Sunan có tình cảm với Romran. Vậy cho nên Romran chính là người thích hợp nhất. Nhận nhiệm vụ xử lý nó. Hy vọng là sử dụng được.
chụp hình lại làm bằng chứng. Sau đó thì đặt bom tiêu hủy hết chỗ này. Được. Đã chụp đủ hình chưa? Mau chạy đi, chạy. Chạy nhanh lên. Chạy nhanh lên. Chạy đi. Mình kêu mình chạy, đi. Chạy đi. Đuổi theo. Bỏ lên. Khốn kiếp. Trời ơi, hồi nãy tôi bị liệu. Tự nhiên cha ba kêu chạy cái tôi chạy liền ha. Thì chúng ta phải thoát được thì mới tìm người tiếp ứng chứ. Nhưng mà bây giờ chúng ta không biết tình trạng của cha ba ra sao. Cha ba sẽ không sao đâu. Bây giờ chúng ta phải về sở để báo cáo tình hình liền. Không thì cha ba sẽ gặp nguy hiểm đó. Đi đi đi. Một con chó con mà còn là con cái nữa. Ngon đó. Bây giờ ông chủ muốn em xử lý con nhỏ này ra sao đi? Ê. Con nhỏ này nhìn cũng bén đó nghe. Nếu như ngài hứng thú, tôi sẽ tặng cho ngài. Biết làm gì chưa hả? Dạ ông chủ. Chuyện gì? Em thấy tủi thân chứ gì hả? Anh không có quên em đâu. Hay là giờ về đi. Hai em một lượt cũng được mà. Cũng được. Nhưng mà nhìn bộ dạng cô ta kìa. Hay là để em làm đẹp lại cho cô ta trước cái đã. Đợi tới lúc mọi người giải quyết xong hết mọi việc, em đảm bảo là lúc đó, từ bộ dạng con chó con này sẽ biến thành một con thỏ con ngoan ngoãn, biết nghe lời và không chống cự. Được. Đàn em của cậu đúng là hiểu chuyện. Vậy nhiệm vụ này sẽ giao cho cô. Được. Đưa cô ta tới phòng của tôi đi. Được. Dừng. Là phép ta. Xem chúng được bắn rồi. Cha ba đang trong tay của bọn chúng. Là lỗi của hai chúng tôi. Xin cứu cha ba giùm cái. Đừng mong thoát khỏi tay tao. Tụi mày còn đứng làm gì? Mau bắn đi. Báo về trung tâm, thay đổi kế hoạch. Tìm chỗ ẩn nấp đi, chờ tới sáng. Giờ tiếp tục tấn công sẽ bất lợi đó. Lui. Dạ sếp. Lui, mau lên.
Khoan đã, là tôi đây. Xuân Anh, làm cách nào mà anh vào được đây vậy? Tôi lo cho cô quá. Cô tới đây làm gì vậy? Thật chất tôi không còn chỗ nào để đi, bởi vì tôi coi họ như là gia đình của tôi vậy. Ramran, nghe tôi nói nè, tôi sẽ đưa cô rời khỏi nơi này, cô không cần phải sợ. Nhưng mà làm như vậy rất mạo hiểm, anh không đấu lại với họ đâu. Đấu lại hay không, cô cũng phải đi với tôi. Nhưng mà không thể đi bây giờ được, chờ cho tôi qua hết đêm nay đi, trời cũng đã sắp sáng rồi. Hơn nữa, từ lúc nhóm của anh tấn công vào sào huyệt của tướng Duy Xuyên, đàn em của hắn lùng sục khắp nơi. Nếu bây giờ chúng ta ra ngoài thì chỉ có con đường chết mà thôi. Chờ sáng mai vậy. Gặp lại cô ở chỗ này, tôi thấy vui lắm đó. Thật sự gặp lại anh tôi cũng rất vui. Tại sao tôi lại ở đây? Thì tôi cứu cô chứ gì nữa. Chúng ta đúng là xui tận mạng. Tên Tony thông minh hơn tôi nghĩ, cứ như nó đã biết mọi thứ. Sao có thể như vậy được chứ? Tên khốn đó biết hết tẩy của chúng ta rồi. Nếu không phải vậy thì sao hắn bắt cô dễ dàng được? Cô đã biết được những gì? Di Sunan có tình cảm với Romran, vậy cho nên Romran chính là người thích hợp nhất nhận nhiệm vụ xử lý Sunan. Tên Tony này thật là nham hiểm, tôi phải đi cảnh báo cho Sunan. Khoan đã, cô định đi ra ngoài kiểu gì? Bọn chúng đứng gác đầy ở ngoài đó. Thời điểm này chỉ còn có một cách, đó là trốn đi. Không được, tôi không thể đi với cô. Cái gì nữa? Vậy tôi đành đi một mình thôi. Cô cứ theo bản đồ này mà đi, rồi cô sẽ gặp căn cứ thôi, không xa lắm đâu. Ở đó cô sẽ được an toàn. Cô chắc là không đi với tôi chứ? Tôi chắc. Chúc cô may mắn, tôi giúp được cô tới đây thôi. Cảm ơn cô nha. Chắc chắn là cô sẽ được tòa giảm án thôi. Tôi không liều mạng đến cỡ này chỉ để giảm án thôi đâu. Tôi nhất định không thể ngồi tù được. Chúc may mắn. Chúc may mắn. Chạy nhanh lên, chạy đi. À.
trai hả? Mày nghĩ là tao ngu tới mức độ để cho mày trà trộn vô đây giúp cho cảnh sát, sau đó thì dễ dàng chạy thoát vậy à? Mày giết tao đi, đồ xấu xa. Chịu khó diễn một vai ngoan ngoãn, chấp nhận làm đàn em của tao. Vậy mà hiểu tao ít quá. Đồ đê tiện, mày không còn là con người nữa. Mày sẽ phải chết bờ chết bụi, không có chỗ chôn cất. Ba sợ. Nói hoài không mệt hả? Tốt nhất là để tao giúp cho mày một vé. Hết đường thoát rồi nha cô bé. Ai vậy? Là anh đi. Có gì không hả anh? Anh vào được không? Không được đâu, em chưa thay đồ chỉnh tề nữa. Sunan không có bên chỗ của anh. Em cẩn thận đó, coi chừng nó tới chỗ em. Có gì thì báo anh. Dạ. Còn tình hình bên chỗ của anh thì sao hả? Anh bắt được một con nhỏ cảnh sát. Đúng như ông chủ dự đoán. Nếu vậy tiếp theo ông chủ định làm gì? Chắc sẽ đem dân cho tướng Di Xuyên. Đúng gu của ông ta mà. Anh sẽ chờ em bên dưới nha. Còn về thằng Sunan, nếu như em không thể ra tay thì cứ để cho anh. Ông chủ không nói gì đâu, chúng ta cùng một phe mà. Dạ, cảm ơn anh. Hôm qua ông chủ đã đoán được là chắc chắn anh sẽ đi tìm tôi, nên mới kêu cô xử lý tôi. Cô không cần lo, tôi tin cô mà. Tôi phải đi cứu cô ấy. Anh đừng có nóng vội như vậy, tình hình chắc sẽ không tệ quá đâu. Tôi không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì được. Có vẻ như anh lo lắng cho cô nàng cảnh sát đó quá hả? Tôi không thể bỏ mặc đồng đội của mình. Còn cô, cô nhận nhiệm vụ phải khử tôi. Nếu cô không làm, cô sẽ gặp nguy hiểm đó. Nếu bắt tôi một lúc cứu hai người thì tôi sẽ cứu cô trước. Nè, anh định đưa tôi đi đâu chứ? Đi tới căn cứ. Đi. Anh Sunan. Anh muốn trốn đi đâu vậy? Bỏ súng xuống hết, không thì tao sẽ giết nó đó. Tao kêu mày rút đi.
Tôi đố anh đó. Mau thả chị ấy ra đi. Không tin thì mày thử coi. Được. Chạy. Súng súng. Anh ghen hả? À không. Mọt. Nể mặt thằng ghen, tôi sẽ không làm gì cậu hết. Đầu hàng đi. Gửi cô ấy cho anh. Anh định đi đâu? Cứu cha bà. Tôi sẽ theo hỗ trợ cho anh. Cô ở đây đi. Không, tôi đi theo anh. Cô phải ở đây, cô sẽ được an toàn. Tôi không muốn bị phân tâm. Nhờ anh. Dừng bắn. Anh Mọt à, anh có sao không vậy? Em thành thật xin lỗi anh vì em mà anh bị bắn. Không sao, chỉ bị sướt qua thôi. Còn không sao chứ? Tôi không sao đâu. Dùng cái này băng tạm đi. Đưa đây. Được. Để tôi làm cho. Thả ra cái đám xấu xa này. Thả tôi ra ngay. Thả nhanh lên. Ồn ào quá. Ông chủ, bọn chúng đang tấn công vào đây. Con Sunon, có thấy nó không? Dạ thấy. Nó đã vào bên trong này, nhưng bây giờ không biết đã ở đâu. Romran đang đi chung với nó. Bây giờ tính sao đây ông chủ? Con nhỏ này sẽ có ích cho mình. Ít ra tụi nó cũng là đồng đội. Chúng ta sắp có một trò chơi mới đây. Sunan. Thank you.
Hiện tại một đội quân có vũ trang đang tấn công vào khu vực của chúng ta kiểm soát, đã có giao tranh với người của ta rồi. Như vậy ai chặt được đầu của chúng được thưởng mỗi đầu 20 ngàn. Hả? 20 ngàn? Ây chà, một đầu 20 ngàn kìa. 20 ngàn kìa. Mọt. 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 Nghe đây Sunan. Bữa đó thế nào rồi? Gần 50 người còn phía bên anh. Sẵn sàng rồi. Cha ba đâu? Tôi chưa gặp được. Tôi đi đây. Giết sạch tụi nó. Giết. 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 Đi. Hai cậu chia nhau ra xử lý đám đó. Dạ ông chủ. Công thẳng vào trung tâm trại của bọn chúng. Chạy thì chạy chung. Nhanh lên. Tụi mày muốn gì? Chà ba. Sunan. Thả ra. Sunan. Thả ra. Sunan. Là mày. Có chắc chắn là tham gia với chúng tôi không? Em chắc chắn. Em phải giúp Suna mới được. Anh Suna bị bọn chúng bao vây rồi. Suna bị bao vây? Bây giờ phải làm sao đây? Nghe lệnh đây. Sang bằng trại của chúng. Dạ rõ. Thank you.
được lắm, muốn chơi với tao chứ gì. Qua nè. Biệt danh cao thủ quả là không sai, dự đoán cái gì cũng trúng hết. Ngài quá khen. Xử tụi nó nghe đại ca. Khoan đã, chưa tới lúc thích hợp mà. Phải đùa giỡn với tụi nó một chút. Đưa nó qua đây. Chị ba, chị ba, tấn công tao đây nè. Chỉ mày thôi thì đâu có vui. Thả nó ra. Sunan, không được hại cô ấy. Tao đã nói với mày, đâu có dễ mà đụng vào tao. Thằng Sơn trai chính là một thí dụ điển hình. Vậy mà mày không chịu coi, xếp tụi bay là do tao giết. Mấy con chó con như tụi bay thì chỉ chờ ngày chết. Tại tao có lòng nhân từ. Ồ, không phải, mà là tao đùa giỡn với tụi bay chưa có đã. Giờ mày muốn gì? Mày làm cái gì vậy hả? Tao quên báo trước, luật chơi là như vậy. Mày làm gì người của tao thì tao sẽ làm y chang như vậy với nó. Ngài thấy có vui không? Tôi rất thích cái trò này của cậu đó, rất là sướng con mắt. Xử nó đi. Dừng lại đây mà. Suna, dừng lại. Dừng lại. Suna, đừng mà. Chết con mẹ mày nè. Mày đã không trúng mẹ. Chết con mẹ mày nè. Chết con mẹ mày nè. Suna, dừng lại đây. Dừng lại. Làm ơn đừng đánh anh ấy nữa mà. Làm ơn dừng lại đi. Tôi xin ông đừng đánh anh ấy nữa mà. Tôi xin ông. Cha ba. Cha ba. Đừng có cầu xin chúng. Bộ cô không nhớ là bọn chúng đã làm gì đội trưởng hả? Đứng lên đi. Suna. Mày nói nhiều. Suna. 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 Tôi đã kêu anh trốn được rồi mà, tại sao anh không nghe tôi? Nếu là cô thì cô cũng sẽ làm vậy mà. Cô nghe tôi nói đây, cô phải hứa nếu xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ trốn đi. Tôi sẽ ráng tìm cơ hội cho cô. Cô phải trốn đi, cô hứa với tôi đi. Hứa với tôi đi. Suna. Không được, không được. Em cứ chờ ở đây, đừng đi đâu hết. Chạy thôi.
hỗn viên, kệ tụi nó. Phim được diễn và đồng kiến tại Phim TV. Chuyện gì nữa? Ông chủ, bọn chúng tấn công vô rồi. Vậy để tao xử tụi nó. Cha ba, ông chủ, ông chạy trước đi. Đại tướng, con chạy đi. Đi thôi, nhanh lên. Không. Cha ba. Cha ba. Cha ba. Cha ba. Xử cho. Được rồi, làm đi. Cha ba, cha ba, cha ba, mở mắt ra, nghe tôi nói không? Cha ba, cha ba, cha ba. Xử ra, cha ba sao rồi? Hả? Cha ba sao rồi? Cô ấy bị bắn rồi.